chị táo bón cho trẻ ăn dặm là câu hỏi nhiều ba mẹ đang cho con tập ăn dặm thắc mắc. Bởi khi này hệ tiêu hóa của bé còn non nớt và dễ bị rối loạn tiêu hóa, điển hình là táo bón. Để nhanh chóng giải quyết vấn đề, ba mẹ hãy tham khảo các phương pháp dưới đây của tôi nhé. Lý do gây táo bón khi trẻ ăn dặm. Theo chuyên khoa nhi, táo bón được coi là tình trạng trẻ đi tiêu không thường xuyên, phân của trẻ thường cứng và khô, có nhiều trẻ khó đi cầu và thường bị đau khi đi cầu có 6 tiêu chí được chọn làm tiêu chuẩn đánh giá tình trạng táo bón ở trẻ, mẹ nên tham khảo để đánh giá tình trạng của bé nhé. Tần suất đại tiện ở trẻ ít hơn 2 lần một tuần, ở trẻ đã biết đi đại tiện có ít nhất lớn hơn một lần đi xón phân trên một tuần. Trẻ đã từng bị ứ phân một vài lần, trẻ có tiền sử đi tiêu đau đớn và khó khăn, thậm chí khó chịu. Khi siêu âm trẻ có một khối phân lớn trong thực trạng, trẻ em từng có lần đi đại tiện ra phân to hơn bình thường. Để khẳng định bé có bị táo bón hay không cần dựa vào ít nhất hai tiêu chí trên. Những nguyên nhân chính khiến bé bị táo bón. Nguyên nhân thực thể, trẻ có vấn đề về thể chất với hệ tiêu hóa cũng rất dễ bị táo bón. Dị tật đường tiêu hóa hoặc sự co bóp bất thường của ruột cũng là nguyên nhân gây táo bón ở trẻ cai sữa. Nguyên nhân do chế độ ăn, khi thay đổi chế độ ăn dặm nếu chế độ ăn không phù hợp với tiêu hóa, trẻ cũng dễ bị táo bón. Một số điểm không hợp lý trong chế độ ăn uống có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như ăn không đủ chất thiếu hoặc thừa chất xơ, thiếu chất lỏng và nước. Cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm của chuyên gia. Sau khi hiểu rõ các tiêu chí và nguyên nhân gây táo bón, cha mẹ có thể tham khảo các phương pháp điều trị táo bón cho trẻ ăn dặm hiệu quả sau đây. Cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm, cho bé ăn rau. Cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm phổ biến và hữu hiệu nhất là bổ sung chất xơ. Quá ít hoặc quá nhiều chất xơ có thể gây táo bón ở trẻ đang tập ăn dặm. Vì vậy, khẩu phần ăn dặm cần cung cấp cho trẻ đủ lượng đủ chất theo nhu cầu của trẻ, điều này giúp hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Các bậc phụ huynh có thể tham khảo các khuyến nghị sau về nhu cầu chất xơ của trẻ do Viện Dinh dưỡng thực hiện. Trẻ em dưới 1 tuổi cần 5 gram chất xơ mỗi ngày, trẻ em từ 1 đến 3 tuổi cần 19 gram chất xơ mỗi ngày. Trẻ em từ 4 đến 8 tuổi cần 25 gram chất xơ mỗi ngày, trẻ từ 9 đến 13 tuổi cần 26 đến 31 gram chất xơ mỗi ngày. Trẻ em từ 14 đến 19 tuổi cần 26 đến 38 gram chất xơ mỗi ngày, cha mẹ nên ưu tiên lựa chọn chất xơ hòa tan tốt trong một số thực phẩm như rau mồng tơi, rau lang, bí xanh, rau đay, bí đỏ, đu đủ, xoài, thanh long. Cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm. Bù nước cho bé, uống đủ nước là cách trị táo bón hiệu quả cho trẻ ăn dặm. Thiếu nước hoặc chất lỏng có thể khiến phân của bé cứng và khó đi ngoài. Hơn nữa, nước cần thiết cho tất cả các chức năng của cơ thể thiếu nước làm giảm nhu động ruột và giảm hiệu quả tiêu hóa. Ở trẻ đang và mới tập ăn dặm, chất lỏng đến từ hai nguồn chính, sữa và nước. Cha mẹ nên cho trẻ uống để nâng cao tác dụng nhưng không nên uống nhiều một lúc. Thay vào đó, mẹ có thể chia nhỏ và cho bé uống từng ngụm. Một số cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm khác. Cách trị táo bón ở trẻ ăn dặm thông thường là bổ sung thêm chất sơ men vi sinh, nước. Bên cạnh đó, chăm sóc trẻ đúng cách cũng có thể giúp cải thiện hiệu quả tình trạng táo bón. Cha mẹ cần lưu ý những lời khuyên sau để chăm sóc trẻ bị táo bón. Cha mẹ nên mát xa bụng cho trẻ thường xuyên. Cha mẹ dùng tay xoa bóp vùng bụng của trẻ theo chiều dọc khung tràng từ trái sang phải. Cha mẹ mát xa cho trẻ 3 đến 5 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 3 đến 4 phút. Điều này sẽ giúp tăng nhu động ruột và kích thích em bé đi ngoài dễ dàng hơn. Cha mẹ nên để trẻ hình thành thói quen đi vệ sinh đúng giờ. Trẻ thường rất ngại đi vệ sinh khi bị táo bón. Vì vậy, phát triển thói quen đi chơi đúng giờ giúp trẻ hình thành phản xạ. Đồng thời sẽ giúp giảm tình trạng trẻ bị ứ phân kéo dài. Cha mẹ nên dạy con tư thế ngồi đúng khi đi vệ sinh. Đây là tư thế ngồi của trẻ. Tạo thành một góc 45 độ giữa thân trên và hai chân. Tư thế này sẽ giúp phân đi qua dễ dàng hơn. Cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm uống Amano Enzyme Gold. Một cách chữa táo bón hiệu quả và an toàn khác là bổ sung men vi sinh. Khi trẻ bị táo bón, đặc biệt là táo bón mãn tính lâu ngày, hệ vi khuẩn đường ruột thường bị tổn hại. Lúc này là thời điểm thích hợp để bổ sung men vi sinh. Một sản phẩm cung cấp lợi khuẩn an toàn cho bé bị táo bón đó là Amano Enzym Gold. Cốm tiêu hóa đến từ thương hiệu Amano Enzym tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nó đã chứng minh được hiệu quả cao và tạo niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng. Bằng cách bổ sung cùng lúc men tiêu hóa và lợi khuẩn, nó củng cố sức khỏe đường ruột nhanh chóng. Đồng thời, Amano Enzyme Gold bổ sung cho bé vitamin, khoáng chất DHA, lysine. Với những dưỡng chất trên, cốm tiêu hóa giúp bé nhanh chóng thoát khỏi tình trạng táo bón. Và vấn đề làm quen, tiêu hóa các món ăn lạ cũng không còn là trở ngại. Trên là toàn bộ những điều mà tôi muốn chia sẻ về cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm. Trong giai đoạn này, hệ tiêu hóa của bé vẫn còn yếu. Mẹ nên bổ sung các thực phẩm dễ tiêu hóa, có độ cứng vừa phải và đầy đủ bốn nhóm chất đồng thời chăm sóc đường ruột cho bé để quá trình tiêu hóa của bé diễn ra dễ dàng. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.